Như anh chị thấy nè, những con bò này thì về ngoại hình, về dốc dáng cũng như là về cái thẩm mỹ của nó thì nói chung là cũng khá là đạt đúng không anh chị? Chân móng đi đứng hoàn thiện, không áp xe, không chặt lõi gì hết. Như con bên đây thì cũng khá là đầy đạm bò. Và con bên đây thì đẻ một con rồi, còn con bên kia là tơ nha anh chị nha. Chân móng là móng sò ha. Ở đây thì cái đôi bò này thì hai con mang thai gần 6 tháng rồi anh chị. Và kế bên cái con này, kế bên con này thì tình trạng nè, tơ hả? Đẻ sanh rồi một lứa luôn. Con này thì sanh rồi một lứa nha, có chữa 4 tháng rưỡi. 7 tháng rưỡi. Xin lỗi. Con này chữa đang mang thai 7 tháng rưỡi nha, sanh rồi một lứa, đang mang thai lứa 2. Về dốc dáng khung hình thì anh chị có thể thấy nó thuộc về dòng bò kiểu như là Lai Bombay á, thùng dạo nè. Rất chi là đẹp ha. Cấp mình nè. Cấp mình là thùng dạng xương sườn ngang. Rúng yếm chân móng đây. Con này thì nói về lâu về dài thì anh chị thấy nó rất là bền ha. Mông đùi nè, anh chị thấy không? Mông đùi rất là ok, chân móng xương sáo to, kịch cọm. Móng thì móng sò anh chị. Đó. Về ngoại hình nè. Con này thì đang mang thai 7 rưỡi nha. Con này thì anh chị nhìn thấy là nội ngoại hình và chiều cao. Đó, tỷ lệ thịt mang trên cơ thể nó cũng cao to bự hơn hai con kia. Nên giá của con này anh đang báo giá cho anh chị bao bụng chữa 7 tháng rưỡi, giá 20. 20 triệu. Còn hai con bên đây bao chữa mỗi con 6 tháng, giá chỉ mỗi con 17 triệu. Hai con anh chị bắt con nào cũng được ha, hai con. Đó, con này thì 17 triệu bao chữa gần 6 tháng đi. Con này là hơn 6 tháng nha anh chị nha. Cũng 17 triệu cặp này. Anh chị nào thích ưng, có nhu cầu mua thì có thể liên hệ giùm em anh chị nha. Rúng yếm đầy đủ anh chị ha. Cấp mình nè, chân móng đòn nè. Đây. Qua bự, xương chậu rộng. Mấy con bò này anh chị nuôi nhốt chuồng vẫn tốt anh chị. Anh chị mà thả thả đồng cũng vẫn tốt anh chị nha. Cái dòng bò này thì nó thuộc về dòng bò vàng Việt Nam, nó có thể thích nghi được rất là nhiều môi trường. Ví dụ như ở ngoài nắng vẫn được, ngoài đồng vẫn được, mà anh chị nuôi nhốt chuồng vẫn được ha. Vẫn sinh sản rất là tốt anh chị nha. Đây, về ngoại hình nè. Đó, đòn dài. Tướng tá rất là pin, rất là lực. Mồm to ha, mặt cục mồm to, chứng tỏ mấy con bò này ăn rất mạnh anh chị nha. Đây, những con bò nái như thế này mới gọi là chuẩn nền anh chị. Thà là nó cấp mình đúc ha, lực, nhưng mà đẻ con rất đẹp. Lông da nhuyễn, da mỏng, lông nhuyễn da mỏng ha. Đó anh chị coi, lông nhuyễn da mỏng. Thai chữa thì bao lãnh anh chị, về trong vòng 3 ngày anh chị khám lại anh chị nha. Đó, khám lại nếu mà có hiện tượng không có thai thì anh chị cứ liên hệ với em thu hồi và hoàn tiền cho anh chị đâu đó đàng hoàng đầy đủ anh chị nha. Lưng, sân lưng là lưng đôi anh chị ha. Coi cấp mình nè, như con này tơ chữa đang mang thai lứa đầu nha. Đây. Chữa nha anh chị. Con này chữa 6 tháng mấy. Con này chữa 6 tháng nè. Chốt giá anh chị hai con này mỗi con 17 triệu. Còn con này chốt giá 20. Anh chị nào thích ưng liên hệ giùm em để có thể mua về nuôi làm bò nền anh chị ha. Rồi thì cuối cái video thì em cũng thông báo cho anh chị biết thông tin về chiều cao. Con này thì chiều cao tại phía sau khu khoảng tầm 1m3 bò. Coi sân lưng hết, biết sân lưng không? Bò vậy mới chuẩn nền nè, chốt giá 20 anh chị. Còn con này thì chiều cao tại phía sau khu khoảng tầm 1m27-28 ha anh chị ha. Hai con nặng cỡ nè anh chị. Bò thì em quay phim để cho anh chị có thể chọn lựa, có thể nắm bắt thông tin dễ hơn ha. Đó, giá cả thì em cập nhật đầy đủ thông tin chiều cao rồi tháng thai, bao chữa bao hoàn thiện, giao đến được quyền kiểm tra trước khi thanh toán. Rồi thì bây giờ em xin kết thúc video đây, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.